Chị Đại Phương Mõm nha. Phương Mõm ơi, bà có thích ý, thì bà, tôi chỉ cho bà cái địa chỉ gần nhất để bà đến cho gần nhất, 459 Trần Hưng Đạo. Đó, bà thích thì bà ra đi, bà đừng ở trên mạng bà nổ nữa. Cái chuyện quá khứ của tôi rồi, chị xin chào Ngô Tú nha, Ngô Tấn Tú nha. Cái chuyện quá khứ của tôi rồi, bà lôi kéo thứ nhất này tôi nói luôn. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người cứ chia sẻ cho em thật nhiều nha mọi người, chia sẻ thật nhiều nha. Chị chào Loan nha. Cái chuyện của tôi với Long ấy là nó cũng lâu rồi. Bây giờ bà có nghe phong phanh gọi là tình tình cóp, tức là Trung Hiếu đấy. Chị chào em Trung Trung Anh nha. Có nghĩa là Trung Hiếu nha, Trung Hiếu cái chuyện từ lâu rồi, Long Xăm nó cũng bây giờ nó cũng ẩn rồi, nó không có làm gì nữa. Nhưng bà hôm nay bà lên bà nhắc cái nó và nhắc cái tên tôi. Tôi nói bà như này, bà thì bà cũng chẳng quen ai cả, có mỗi là Trung Hiếu thôi. Trung Hiếu là thường hay gọi Trung Hiếu, xưa thì gọi Trung Hiếu thì mọi người không biết đâu, cứ gọi là tình cóp. Tình cóp mà đang sống ở Gia Lâm Long Biên ấy, không có vẹo gì cả. Thứ nhất là xuyên đi bốc bắt họ, thứ hai là làm dịch vụ gái thế thôi. Còn thật, hello xin chào em nha Trung nha, Trung chia sẻ chị nha. Chuyện cũ rồi bà thích khơi ra, bà bảo tôi với em tôi với cháu tôi làm sao. Cái tôi đã không muốn nói rồi, anh Khương anh đứng ra anh đã nói như thế rồi, nhưng bà không tôn trọng anh ấy, bà coi anh ấy không là cái gì nha. Tôi cũng nói anh Khương rồi là anh ấy, anh bảo để anh nói, nhưng mà anh ấy không có nói. Bây giờ là bà lên bà thể hiện bà coi anh Khương không ra cái gì đúng không. Tôi thì tôi coi anh tôi nói xong là xong, không nói nữa, nhưng bà vẫn thể hiện, bà thể hiện bà là thế nọ thế kia. Bây giờ bà mơ bà là người nói trước nha, Trung chia sẻ này đến cho anh Khương nha, giúp cho chị nha. Cái này là bà, chị đã câu chuyện là chị muốn khép lại rồi, nhưng bà làm video bà kêu là chuyện trước kia của chị với Long Sâm ấy là qua một người người tức là gọi là qua cái ngày xưa là tình cọt với lại Trung Hiếu, hai người đấy là cùng là làm ăn với nhau. Thì hôm vừa rồi tôi lên có một người có gửi like, ok, một người có gửi like cho tôi là Trung Hiếu, nhận là Trung Hiếu là em của bà Phương. Trung Hiếu quê gốc thật sự là ở Nam Định nhá mọi người, chứ không phải là Hải Phòng Hải Phèo gì đâu. Đó, cũng chẳng có cái vẹo gì đất Lâm cả. Thường thường bốc bắt họ của tôi lên bốc thăm họ, đóng tiền ở cầu chui, đóng tiền chồng tôi cầu chui chứ ai. Chẳng có vẹo đéo gì cả. Nhá, còn Trung Hiếu tôi nói mặt ông Trung Hiếu nha. Ngày mai tôi sẽ cho một vài người đến hỏi thăm ông nha. Để ông sống là sống cho nó đàng hoàng. Thứ nhất là đàng hoàng, đàn ông mà ông phải sống cho đàng hoàng. Thứ hai nữa, con người tôi cũng sống hết tình hết nghĩa với anh em. Mẹ ông đéo có tiền, tôi đưa ông đi ăn đi chơi. Chơi gái tôi bỏ tiền ra, chơi xì ke tôi bỏ tiền ra cho ông chơi. Trung Hiếu là tình cóp. Quê gốc là ở Nam Định nha mọi người, quê gốc Nam Định nha, quê gốc không phải Hải Phòng nha. Tình cóp thì xưa đến giờ cũng chỉ là ất ơ, vỡ nợ chỗ này chỗ kia thôi. Nói cho vuông nhanh. Đến hôm nay tình cóp khui những cái chuyện cũ ra, chỉ có mày nói thôi, mày nói mà mày không chấp nhận là mày hèn nha Trung Hiếu nhá. Tao nói mặt mày biết, mày cái việc mày nói ra chuyện cũ rồi, thằng Long nó cũng là bạn mày là em mày, cái chuyện cũ rồi mày bây giờ mày mày lôi ra nó tu rồi, mày cũng cũng không để nó yên. Mày nói là nó thế nọ thế kia, mày mang chuyện nó ra để câu view hay gì. Trung Hiếu, mày có cái vẹo đéo gì ở Long Biên đâu, mày lên mày bốc bắt họ ở chồng tao ở trên cầu chui ấy. Hàng ngày mày đóng tiền, hàng ngày 5 giờ mày chiều mày chạy xe đến mày đóng tiền. Có cái vẹo đéo gì đâu mà mày oai cái đéo gì nhá. Thế bây giờ tao nói mày, mày biết nha, mày mà còn đất Long Biên nha thì tao sẽ tìm mày, tao sẽ kêu anh em nhà tao tìm mày nha Trung Hiếu nha. Còn mày cũng chẳng có cái vẹo đéo gì cả, mày kêu là bây giờ cái chuyện cũ của mày với Long, nhưng bây giờ mày lại đi nói với bà Phương, chỉ có mày với nói Trung Hiếu là tình cóp đi anh ơi. Tuấn Sói ơi, Trung Hiếu ấy, Trung Hiếu là Tuấn, Trung Hiếu mà từ xưa giờ mà hay gọi ở bên Long Biên ấy làm dịch vụ gái anh, thì cũng bốc họ nhà em hoái đi, bốc họ nay bốc họ mai bốc họ, chứ có cái vẹo đéo làm đéo có tiền đâu mà cứ lên mạng mà thể hiện. Mày kêu Long nào đó ở ngoài Bắc mà mày bảo là lên like mày, mày xạo vừa đấy, nó đang trong Sài Gòn mày kêu có thích thằng Long nó lên lên nó like cùng không. Long nó đang trong Sài Gòn này, mày thích tôi kiếm nó cho. Ôi giời ơi, lúc nào bọn tao chỉ gặp nhau, anh em tao gặp nhau ghen tuông gì mà mày nói mày lên bịa đặt câu chuyện, mày bảo tao ghen tuông gì mà mày nói như thế hả. Mày đàn ông ấy, tao cũng sống hết tình hết nghĩa mày, mày đéo có tiền tao cũng cầm tiền cho mày 10 triệu mày chơi ít mày đéo lấy. Đàn ông mày như thế, tao biết mày không có tiền mày đi chơi gái mày đéo có tiền tao cũng phải trả cho nha. Lên
không có mời nha, em không có lên với ai đâu nha, đừng mời nha. Để em nói hết không, em sang bên kênh Top Top em nói nha. Còn bà Phương nha, bà cũng chẳng có cái vẹo đéo gì cả. Anh em nhà tôi bảo là có những video bà đi làm đĩ đấy nha. Để tôi post lên, bà đẹp quá, bà xinh quá, đẳng cấp quá, đẳng cấp quá. Bà đi để cho anh em tôi nó tìm các video để tôi up cho mọi người xem nha, mọi người chia sẻ mọi người.